Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân của BKMX Bình Dương, vào 17 giờ chiều nay ngày 23 tháng 10, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có mặt tại Bình Dương từ ngày 19 tháng 10 và lựa chọn đóng quân tại khách sạn ở phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một để tiện di chuyển và tập luyện. Tuy nhiên, sự cố bất ngờ đã xảy ra khi hai cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là Phi Sơn và Quách Tân đã bị trộm mất hơn nửa tỷ đồng tại khách sạn. Theo đó, vào ngày 20 tháng 10, sau khi tập luyện thì hai cầu thủ là Phi Sơn và Quách Tần đã trở lại phòng 319 của khách sạn để nghỉ ngơi. Đến sáng ngày 21 tháng 10 khi thức dậy, Cả hai phát hiện tài sản để trong phòng đã bị kẻ gian đột nhập lấy mất. Trong đó có rất nhiều tài sản giá trị như một điện thoại iPhone 12 Pro Max, một đồng hồ Rolex, một dây chuyền vàng, một lắc tay có đính kim cương, một nhẫn vàng đính kim cương, một bông tai bằng kim cương. Tổng tài sản bị trộm mất khoảng 600 triệu đồng. Nhận tin báo, cơ quan công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra và truy bắt đối tượng. Đến ngày 22 tháng 10, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi can của vụ việc tại một khách sạn trên địa bàn quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Hung thủ khai nhận lên kế hoạch phạm tội khi chủ động thuê phòng khách sạn cùng với đội hà tĩnh lợi dụng sơ hở của các cầu thủ để thực hiện hành vi phạm tội đây là lần thứ hai ở mùa giải năm nay cầu thủ của một câu lạc bộ bị kẻ gian đột nhập lấy trộm đồ cá nhân trước đó cầu thủ của câu lạc bộ hà nội cũng bị một đối tượng lấy trộm toàn bộ giày thi đấu và tập luyện trước thêm trận đấu với câu lạc bộ topland bình định